Đầu này mình cho nó rút gà đi, xong lát mới bỏ gia vị vô nó mới ngon. Bằng cái đường gà sáo, gà xào sẵn, gà xào sẵn. Vì đây mình chuẩn bị sẵn mấy cái hành tỏi, hành tím, chi thơm, dùng bật bếp nóng, cho dầu vô. Cái dầu này mình cắn với gà nha, không các bạn yên tâm. Ủa?
gà xào xảo. Đi quý nó nằm trong đây nè. Đó. Nó là xả tốt không? Nó trong mình cho nó vị cho người ăn. Hơi bị chuẩn. Chính xác là sa tế mà để mình trộn chung với bánh tráng. Nhưng mà nay có món gà thôi, mình quyết định làm món gà xào sả ớt. Thì trong đây nó có sả nè, có ớt nè, thấy sả không? Cái này trộn bánh tráng hơi bị ngon lắm. Chị em phụ nữ nào nhìn cái hũ này chắc mê mẩn. Nhìn phê không? Sáu gà rồi, cho nhiều đây chắc cho tầm 2 muỗng này đi, 2 muỗng này. Dầu luôn nha, nó có màu.
quá trời thơm nha. Đun hồi thì nước nó có quá trời luôn nè, thấy không? Cái này mình đun lúc đầu là mình cho nó rút gà đi, xong rồi lát mới bỏ gia vị vô nó mới ngon. Bí quyết. Cứ đun như nào gà nó teo teo lại xíu, gà teo ăn nó ngon. Thank you.
10 phút nữa. Cho gà nó thấm gia vị. Rồi xong ngày mai trước khi ăn đun thêm khoảng 15 phút nữa cho nó teo lại ăn nó đã. Gà nó mềm. Cái nồi nó nhỏ cho nên mình phải lấy cái này mà gà lại nhiều mình lấy cái này mình mới đạo được chứ không mình lấy cái đũa đạo nó gãy đũa luôn. Rồi nó sắp sắp như vậy nha các bạn. Nó sắp sắp vậy được rồi. Để đun thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa thôi nha. Tắt bếp. Đi ngủ. Mai ăn lúc nào ăn thì đun lại tiếp. Rồi, lấy sơ nha. Ok, hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ đun sôi lại nha. Ngày hôm qua rồi mình... Đó, thấy chưa? Để qua một đêm này. Ngon lành. Ngon lành cành đào luôn. Mình ăn kèm với canh, canh bí. Bí đỏ hấp dẫn không? Cái này đun sôi xem xíu nữa cho nó riu riu rồi đảo đều đắt hành lên nên nếm lại gia vị một lần nữa. Nếu mà các bạn thích ăn ngọt cho thêm đường nhé. Bây giờ mình đảo đều lên xíu. Rồi giờ đảo đều. Gà nó mềm lắm luôn à. Đã. Tại vì thịt mình lọc bớt ra rồi cho nên là các bạn nhìn giống như nhìn xương đó. Thịt mình phi lê bớt rồi. Nhưng mà ăn còn là đã mềm giống như hầm cá. Ăn đã. Rồi cắt hành vô là xanh rì luôn. Màu sắc đẹp, xuất sắc. Đây, mình hấp dẫn không? Rồi cả nhà xem thấy hay nhớ đăng ký kênh nha. Share, like, share, ủng hộ cái video của mình. Mình sẽ tiếp tục ra những video mới thú vị hơn nữa. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào.